Em Thiện xin chào cả nhà nhé, chào toàn thể anh chị em. Thì hôm nay vườn lan xứ mở của em quyết tâm là đi nhập một này ít chậu hoa về để cùng lấy giống để chia sẻ với cả nhà. Bởi vì là đợt vừa rồi thì anh em có hỏi rất là nhiều kỳ, hỏi về kỳ 50 trắng HO thì với số lượng ở vườn của em thì hiện giờ là chưa đủ để cung cấp cho toàn thể anh em. Thì hôm nay em ba anh em bọn em quyết tâm lên vườn lan Hiếu Hợi ở Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình để nhập những cái chậu là 50 trắng lan HO, là 50 trắng Hòa Bình ấy cả nhà. Những cái chậu đang có kỳ rất là lớn rồi. Thì hôm nay bọn em sẽ nhập tổng là 4 chậu. Cái vườn lan của em là của em và bạn Lộc và vườn lan của bạn Nguyễn Xuân Mạnh cùng với vườn lan Hiếu Hợi với cả nhà nhé. Mời anh em cùng xem những chậu hôm nay em mua rất là đẹp cả nhà. Và tí nữa bọn em sẽ tiến hành giao dịch để lấy về kỳ dài này về, rồi chỉ còn mấy hôm nữa là em sẽ có kỳ giống để chia sẻ cho tất cả toàn thể anh chị em. Anh em có thể xem mai em bê chậu 4 chậu này về, và bọn em cũng còn một số chung nhau như một số chậu ở trên này nữa và một số chậu ở vườn em. Thì anh em đến với những vườn lan bọn em thì yên tâm về con giống và chất lượng, thì anh em không phải suy nghĩ. Bọn em làm ăn thì anh em chắc là cũng đều biết rồi, những cái nhà vườn khu vực Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình bọn em. Thì thật sự với các bác là hôm qua thì cũng chưa quyết là mua đâu, nhưng mà từ hôm qua là anh em đến Quân Phú Thọ nhiều quá. Đúng thật, hôm qua anh em đến Quân quá nhiều Phú Thọ nên là mình phải thôi bán hết Phú Thọ rồi thì chuyển sang nhập đi HO. Thì được cái là ở đây toàn cái chậu có kỳ hết rồi các bạn. Có một chậu bên này này, chậu bên này là bạn Mạnh chốt này. Còn đây là chậu chắc này thì à? Đây này, bạn Nguyễn Xuân Mạnh chốt. Còn ba chậu này thì có em với Lộc và một em nữa ở vườn em mua. Thì HO giá thì cũng rất là yêu thương cả nhà. Hôm nay mua thì giá chỗ anh em kỳ nhiều nhưng mà giá thì rất yêu thương, yêu ái nhà vườn này phát triển, động viên anh em nên giá hợp lý ạ. 2 triệu một xe, quá là 2 triệu một xe. Hôm nay bọn em làm cái giao dịch này cũng quay lên cho tất cả các bác anh chị em cùng biết đến vườn lan của em là ở Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình các bác nhé. Nguồn giống, con giống là rất chuẩn để gửi đến chia sẻ đến toàn bộ các bác nhé. Những giò mẹ đây các bác này, quá khỏe luôn, quá khỏe, quá tuyệt vời. Tí nữa là em bê về thôi, bê về là 15 ngày 20 ngày nữa là có kỳ để gửi tới các bác. Em đếm sơ sơ là hơi nhiều đấy cả nhà, yên tâm. Kỳ này như bên này hai mấy con toàn ra dễ hai mấy con kỳ rồi cả nhà, đây toàn kỳ thôi. Đây có con ta dễ rồi các bác nhá. Tất cả các bác uống nước nhá. Xin chào tất cả các bác và thể anh chị em đang cả nước. Hôm nay là ngày 27/4/2020, mình là Nguyễn Xuân Hợi, chủ vườn lan Hiếu Hợi, có chia sẻ cho bạn Nguyễn Xuân Mạnh là em trai là có kênh Mắt Đỏ Đông Lai một chậu HO. Năm nay thì là kỳ 52, tình trạng kỳ là mọc hai mầm gốc và kỳ lên rất là khỏe và có những kỳ trên thân này đang chuẩn bị ra rễ rồi. Tình trạng cây rất là khỏe, thì với số đo là 50 sen. Thì cũng là chúng anh em nhà vườn làm gần nhau, mình chia sẻ lại cho bạn Mạnh là với giá 100 triệu, với giá trị là bây giờ hiện tại là giao dịch là vào 2 triệu một sen. Bọn em cũng xin chào được các bác, và hôm nay là cũng giao dịch với bác Hội một giò 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Nguyễn Oanh, 5 cánh trắng gọi Hòa Bình đấy. Thì tổng số tiền là 100. Thì em xin cảm ơn bác đã chia sẻ giống đẹp, giống tốt, về em sẽ cố gắng làm những kỳ để chia sẻ đến toàn bộ các bác nhé. Còn bây giờ em xin giao tiền cho bác. Này ở nhà đếm hết rồi chứ? Em đếm hết rồi, thì giờ đấy thôi. Chủ anh em giao dịch nhiều ra hàng cho 2 triệu. Vâng, em xin cảm ơn bác nhé. Trong cây trồng lớn mấy nữa cắt được nhiều kỳ để chia sẻ cho anh em cây giống chất lượng. Vâng, em xin cảm ơn bác nhé. Chào tất cả các bác và thể anh chị em yêu lan cả nước. Hôm nay là ngày 28/4/2020, em là vườn lan Hiếu Hợi có giao dịch với anh Thiện
Facebook là Lan Xứ Mường và kênh YouTube là Lan Xứ Mường, ba chậu 5 cái trắng HO với tổng số đo của ba chậu đo khi năm nhất và đo mầm gốc là 300 sen, với giá trị giao dịch ngày hôm nay là 2 triệu 1 sen, tổng với số tiền là 600 triệu đồng. Thì hôm nay em có giao cho anh cây và hình thức về cây là bảo hành tuyệt đối cho anh về nguồn giống và cây giống, đảm bảo cây khỏe và chuẩn hoa, cây chuẩn hoa. Thì hôm nay anh em rất là cảm ơn chú đã chia sẻ cho anh là ba chậu HO này để anh về để có kỳ, rồi mai mốt nó ra dễ thì anh em cùng chia sẻ cho mọi người với anh em, hai anh em anh gửi em cái tiền đấy là anh em đến rồi. Anh đếm đầy đủ, chú đếm lại không thì tùy chú. Hoặc là đến nữa chú kiểm tra sau cũng được. Thật sự là bọn anh cũng rất cảm ơn chú đã chia sẻ cho anh em chậu nhiều kỳ như này. Anh cũng biết là nhiều anh em đến gạ chú là chú không bán, nhưng mà đấy, thật sự là cảm ơn chú đã nhất là chia sẻ cho bọn anh. Thứ hai là cũng tạo điều kiện cho hơn bọn anh ngành phát triển hơn, để có những con giống chuẩn nhất để chia sẻ cho mọi người. Cũng rất là cảm ơn các anh và bạn đã ủng hộ em cái thời sau Covid này. Em cũng nhiều khi là anh thích ra hàng cho anh một loại là một chút ít thôi về cho cây nó chóng lớn. Cảm ơn anh em. Cây tiền thì là em đẹp, còn cây thì anh đang may kiểm tra lại cho đấy đi. Chắc là cho anh em cả thì nuôi đấy không có gì, thì cây thì vì anh sách về vườn chúc anh chóng lớn mà kỳ thì cứ cắt được nhiều thôi. Có anh đến sơ sơ được 40-50 con rồi. 40-50 con này các bạn. Xin chào tất cả các bác nhá. Đây cả nhà này, em mời các bác này. Mấy nữa là có kỳ rồi nhé cả nhà nhá. Nhiều mầm này về nuôi năm cú làm mỗi chậu mấy mét. Loại này thì chắc là tầm 5 mét không chạy đâu. 8 mầm. Thì anh em xem video của vườn Lan Xứ Mường của em thì đăng ký kênh và ủng hộ em nhé cả nhà nhé. Trước mắt là thứ nhất là đôi khi là anh em có thể là mua được những con giống chất lượng nhất, giá thành nó sẽ hợp lý và yêu thương, bởi vì là bọn em thì là chuyên cung cấp nuôi ra những con giống chất lượng để bán buôn. Nhưng mà bây giờ sẽ một vài ngày tới em sẽ chuyển sang là bán lẻ để làm sao được gửi tới anh chị em những cái giá mà sát gốc nhất, để đỡ phải qua một số khâu trung gian phải mất. Thứ nhất là nếu như mà đôi khi anh em mua qua trung gian thì nó sẽ qua nhiều tay, nó sẽ hơi rủi ro sẽ hơi cao. Đấy, em cũng hôm nay em quyết tâm đấy cả nhà. Em rất mong anh em ủng hộ cái kênh của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.